hành trình sống sót thần kỳ của nạn nhân duy nhất thoát nạn trong vụ cháy phố Hàng Lược. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm nạn nhân vụ cháy tại phố Hàng Lược. Bị mời lên trụ sở làm việc, nam thanh niên hung hăng tấn công công an. Hot girl say xỉn, lái xe tông người tử vong, có tình tiết tăng nặng. Australia vào cuộc điều tra vụ 5 du học sinh Việt Nam mất tích xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, năm 2023 qua đi với biết bao mất mát đau thương do hỏa hoạn gây ra. Sót so xa hơn cả phải kể đến vụ cháy trung cư mini ở phố Khương Hạ khiến 56 người tử vong. Để từ đó dũng lên hồi chuông cảnh báo cấp thiết về tình hình phòng cháy chữa cháy đang ở mức độ báo động. Chưa dừng lại ở đó, bước sang năm 2024, thủ đô Hà Nội lại một lần nữa nóng rực bởi vụ cháy nhà mới đây xảy ra trên phố Hàng Lược khiến 4 người tử vong. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 15 tháng 1, ngôi nhà kinh doanh hoa trên phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ bốc cháy. Căn nhà là nơi sinh sống của 5 người trong cùng một gia đình. Vụ hỏa hoạn khiến vợ chồng ông N.D.H. sinh năm 1954, bà DTH sinh năm 1961 cùng hai cháu NBTT sinh năm 2014 và NBHP sinh năm 2017 tử vong. Cảnh sát xác định cả bốn nạn nhân tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều. Người sống sót duy nhất sau vụ hỏa hoạn là chị NMH sinh năm 1988, con ông NDH. Chị H thoát nạn nhờ treo qua ban công tầng 4 sang ban công nhà bên cạnh, sau đó được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận đưa xuống dưới an toàn. Chị Hát kể lại, phát hiện có cháy, chị đã hướng dẫn bố mẹ và hai con từ tầng 3 lên tầng 4 và từ tầng 4 đi sau ban công để thoát qua nhà bên cạnh. Bản thân chị đã thoát theo lối đó. Tuy nhiên trong lúc hoảng loạn, ông bà lại dẫn hai cháu thoát ngược trở lại theo hướng cầu thang bộ xuống phía dưới, dẫn đến sự việc đau lòng. Ngồi thẫn thờ bên bậc thềm căn nhà đối diện, người chị dâu của ông Hát, chủ hộ ngôi nhà bị cháy cho biết Cháu tôi, chị Hát, người duy nhất thoát nạn, muốn ôm cả con cùng nhảy để thoát nạn, nhưng người em dâu ngăn cản vì sợ rơi hoặc gãy chân. Đêm hôm qua, con dâu của tôi còn trò chuyện với bà Hát, bà DTH sinh năm 1961, người phụ nữ tử vong trong vụ cháy, đến tận 12 giờ đêm. Không ngờ đến sáng lại nghe tin này, bi kịch và đau xót quá. Dừng dừng trước mặt, người phụ nữ này chia sẻ, hiện tại gia đình đang hoàn thiện nốt thủ tục và lo hậu sự. Gia đình cũng không muốn thông tin gì thêm, người thân vẫn đang giấu không cho cháu hát biết tin thương tâm này để ổn định tinh thần và sức khỏe. Không khỏi xót xa khi chứng kiến sự xa đi của những người hàng xóm, bà L, một người dân sinh sống gần ngôi nhà cho hay. Khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 15 tháng 1, lúc đó đã có nhiều cửa hàng mở cửa và có một người đàn ông ăn phở ở quán đối diện, nhìn thấy và nói, ơ ờ, nhà kia cháy. Sau đó mọi người hô hoán, đập cửa, nhưng bên trong không nghe thấy. Lúc đó ngọn lửa càng ngày càng cháy to, mọi người tiếp tục kêu gọi và thông báo cho cơ quan chức năng. Sau đó, người trong nhà dậy và chạy lên chạy xuống để tìm cách thoát nạn. Tuy nhiên, lửa quá to khiến người trong nhà không thể ra ngoài, sau đó bị ngạt khói. Duy nhất có mình chỉ hát thoát nạn và đang cấp cứu ở bệnh viện Sanh Pôn. Một người hàng xóm sinh sống tại đây cho biết, nhà của tôi nằm trong con ngõ nhỏ bên cạnh. Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng, thời điểm say giấc nên ít người biết. Đến gần 6 giờ sáng khi đang dọn dẹp thì tôi thấy khói mù mịt mùi khét không biết từ đâu bay vào nhà, mới biết vừa xảy ra hỏa hoạn. Hốt hoảng chạy ra đầu ngõ, tôi mới nghe tin giữ nhà ông hát vừa bị cháy. Đau xót hơn cả, vợ chồng ông và hai cháu nhỏ đã tử vong trong đám cháy. Người hàng xóm này cho biết thêm, gia đình ngôi nhà vừa bị cháy kinh doanh bán hoa tươi nổi tiếng trên phố Hàng Lược từ nhiều năm nay. Vợ chồng ông hát ăn ở hiền lành, phúc đức, hàng xóm ai cũng quý mến. Thông tin từ công an thành phố Hà Nội, nhận được tin báo cháy và có người mắc kẹt, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 3 đơn vị, 7 xe chữa cháy, xe chuyên dụng, xe chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, phòng PC07 cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, cục C07 Bộ Công an trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn. Kiểm tra sơ bộ tại hiện trường, ngôi nhà bị cháy đã trang bị nút ấn báo cháy, kết nối tổ liên xa và bình chữa cháy sách tay. Ngôi nhà dạng ống cao 4 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 20m2, có gác lửng áp mái. Tầng 1 ngôi nhà kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở. Trong nhà có một cầu thang bộ để hở, tầng 3 có cửa kính mở trực tiếp ra mặt tiền. Tầng 4 có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được sang nhà bên cạnh sự việc thương tâm xảy ra cướp đi sinh mạng của bốn người thân trong một gia đình còn biết bao hoài bão giang giờ phải đặt dấu chấm hết từ đây từ đó giống lên hồi chuông về công tác phòng cháy chữa cháy cần được sát sao nghiêm ngặt hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn xã hội một lần nữa xin được chia buồn cùng với gia đình các nạn nhân cũng liên quan đến vụ cháy trên được biết trong số những nạn nhân không may có hai em nhỏ còn đang ở độ tuổi cấp sách tới trường ngay trong sáng cùng ngày xảy ra sự việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã tới thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Ngày 15 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội thông tin quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đám cháy số nhà 4 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện 4 người bị nạn đã tử vong gồm 2 người lớn, 2 trẻ em. Những nạn nhân được phát hiện tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều tại hiện trường. Ủy ban nhân dân phường Hàng Mã sơ bộ báo cáo tại hiện trường về công tác quản lý nhà nước đối với nhà số 4 hàng. Lực được mở hồ sơ quản lý theo cơ sở quy định tại phụ lục 4 nghị định 136 2020/NĐ-CP của chính phủ. Theo đó, gia đình nạn nhân đã tham gia tổ liên gia thuộc phố Hàng Lược và đã tổ chức thực tập phương án tổ liên gia. Các thành viên trong gia đình đã tham gia tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy do Ủy ban nhân dân phường tổ chức. Qua kiểm tra sơ bộ tại hiện trường nhà số 4 đã trang bị nút ấn báo cháy kết nối tổ liên gia và bình chữa cháy sách tay. Trước vụ việc đau lòng này, mới đây Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân. Ông đề nghị ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố, quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định. Đồng thời, tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tình trạng chống người thi hành công vụ trong thời gian gần đây thường xuyên xảy ra với hàng loạt vụ việc chấn động, các đối tượng sẵn sàng ra tay với lực lượng chức năng, các cán bộ khi có yêu cầu hợp tác kiểm tra nồng độ cồn, các sự việc hành chính dân sự liên quan khiến cho dư luận không khỏi bất bình. Mới đây nhất phải kể đến vụ việc một nam thanh niên khi bị lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc do liên quan đến một vụ xô sát với người dân, đối tượng này không chấp hành mà còn dùng hung khí tấn công cán bộ công an. Ngày 15 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp thông tin, lực lượng chức năng đã khởi tố bị can, bắt giam đối với Hồ Tiến Sĩ, sinh năm 1997, ngụ xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, về hành vi chống người thi hành công vụ. Thông tin ban đầu vào tối 19 tháng 12 năm 2023, sau khi nhậu say, Hồ Tiến Sĩ xảy ra mâu thuẫn, xô xát với người dân ở xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự. Vụ việc được người dân trình báo công an xã. Nhận tin báo công an xã Long Khánh B phân công lực lượng phối hợp với xã đội đến giải quyết vụ việc. Khi đến hiện trường, thiếu tá Võ Văn Tấn trực tiếp gặp Hồ Tiến Sĩ để giải thích và mời về trụ sở làm việc. Lúc này Hồ Tiến Sĩ không chấp hành mà cầm dao tấn công thiếu tá Võ Văn Tấn. Khi công an xã tăng cường lực lượng hỗ trợ thì Sĩ tiếp tục cầm dao chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Sau đó, lực lượng công an đã phối hợp để mời Sĩ về trụ sở công an xã làm việc tại cơ quan điều tra, xỉ đã thừa nhận toàn bộ hành vi trên là do say rượu nên không kiềm chế được bản thân. vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hồng Ngự tiếp tục điều tra làm rõ. Nhiều năm trở lại đây, tình trạng chống người thi hành công vụ không phải hiếm gặp. có thể thấy đây là hành vi đáng lên án do gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình làm việc, đảm bảo an ninh xã hội. hy vọng lực lượng chức năng sẽ nặng tay hơn nữa đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Vừa qua, dư luận không khỏi xôn xao trước sự việc một nữ tài xế sinh năm 2001 say xỉn gây tai nạn giao thông, khiến một người tử vong. Được biết, sau khi dự tiệc sinh nhật, cô gái trên đã điều khiển ô tô trong tình trạng không tỉnh táo, gây ra sự việc đáng tiếc và đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vậy, dưới góc độ pháp lý, liệu nữ tài xế này sẽ phải chịu mức án nào trước pháp luật? Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thị Ngọc Minh, sinh năm 2001, trú tại thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra tại địa phận xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên vào ngày 14 tháng 1 năm 2024. Khoảng 1 giờ 40 phút ngày 14 tháng 1, tại km 522 cộng 100 quốc lộ 1 đoạn thuộc địa phận thôn 7, xã Cẩm Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con mang biển kiểm soát 38A 516. 20 và ô tô tải mang biển kiểm soát 78C037, 20 khiến một người tử vong. Thời điểm trên, ô tô con do Phan Thị Ngọc Minh điều khiển lưu thông theo hướng từ Bắc, Nam. Khi đến km 522 cộng 100 quốc lộ 1 đã va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 78C037, 20 do anh Lê Ngọc Quy, sinh năm 1990, trú tại xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên, điều khiển. Lúc này, ô tô tải bị sự cố tấp vào lề đường, anh Quy xuống kiểm tra thì bị ô tô con tông trúng phía sau. Vụ tai nạn khiến anh Lê Ngọc Quy tử vong tại chỗ, xe ô tô con 38A516, 20 bị hư hỏng nặng. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Phan Thị Ngọc Minh là 0,385mg trên 1 lít khí thở. Nữ tài xế khai nhận, sau khi tham dự tiệc sinh nhật của người bạn ở thành phố Hà Tĩnh thì lái xe ô tô về nhà, trên đường đi đã gây ra vụ tai nạn giao thông, khiến một người tử vong. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, với việc nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn lên đến 0,385mg trên một lít khí thở, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn nên cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam đối với nữ tài xế này là có căn cứ. Với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân, đo nồng độ cồn, giám định các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án, có căn cứ cho thấy nữ tài xế này đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát. Không làm chủ tốc độ dẫn đến gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng nên hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự. Điều đáng chú ý là nữ tài xế này điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn nên đây được xác định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2. Điều 260 Bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự Người vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trong trường hợp này có thể được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi khởi tố bị can. Tuy nhiên, đối với trường hợp vi phạm giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng mà trong máu hoặc trong khí thở có nồng độ cồn thì khung hình phạt là không tăng nặng, từ 3 năm đến 10 năm tù và tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Dẫn con số thống kê về những vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua, luật sư Cường cho biết nhiều trường hợp phụ nữ gây tai nạn giao thông do đạp nhầm chân ga, nhầm thao tác, thiếu kỹ năng. Với hành vi vi phạm giao thông đường bộ như vậy, nữ tài xế này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt rất cao. Ngoài trách nhiệm hình sự, nữ tài xế này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết nếu có, chi phí mai táng theo phong tục địa phương. Tiền bồi thường tổn thất về tinh thần có thể tới 100 tháng lương cơ sở và cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định pháp luật. Có thể thấy, sự việc này sẽ là bài học cho những người coi thường pháp luật, không tuân thủ quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, vi phạm nồng độ cồn dẫn đến hậu quả tai nạn giao thông nghiêm trọng. Liên quan đến nhóm cán bộ ở Bắc Ninh đi đánh golf trong giờ làm việc, giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh bị thường vụ tỉnh Bắc Ninh thông báo kỷ luật khiển trách và cho thôi chức, trong khi ông Nguyễn Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Phong Bắc Ninh chỉ bị yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. Với hình thức kỷ luật này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh vừa có thông báo các hình thức kỷ luật đối với nhóm cán bộ đi đánh golf trong giờ hành chính. Theo đó, ông Đặng Trần Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh, bị kỷ luật khiển trách và cho thôi chức. Tương tự, ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh, cũng bị khiển trách và cho thôi chức. Tuy nhiên, cũng có mặt tại buổi chơi golf này, nhưng bí thư huyện ủy Yên Phong Nguyễn Anh Tuấn lại chỉ được yêu cầu kiểm điểm sâu sắc không chịu hình thức kỷ luật nào. Trao đổi với dân Việt vào sáng ngày 14 tháng 1, ông Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thảo luận rất kỹ về mức độ tình tiết vi phạm của ông Nguyễn Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Phong khi có mặt chơi golf trong giờ hành chính cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh. Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn được mời tham gia chương trình và có mặt trong buổi đánh golf cùng nhóm cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh tại sân golf Đồi Rồng, Hải Phòng. Xuống đó, cơ quan bàn giao công việc ông ấy vẫn chỉ đạo. Ông Lợi nói và cho biết, tính hết cả mức độ tình tiết vi phạm thì ông Nguyễn Anh Tuấn không đến mức độ phải xử lý. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã yêu cầu ông Nguyễn Anh Tuấn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Liên quan đến vụ cán bộ đánh golf trong giờ hành chính, Ngày 12 tháng 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định. Căn cứ nội dung tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thi hành kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với ông Đặng Trần Trung và thực hiện quy trình cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thi hành kỷ luật khiển trách đối với các ông Đặng Công Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đặng Công Toàn, Bí thư chi bộ, Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở trách nhiệm nêu gương và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, nhiều người dân rất bất bình, lo sợ vì nạn bảo kê hoành hành. Đáng nói, các đối tượng chùm bảo kê rất manh động, thường nhắm tới hộ kinh doanh, buôn bán, nhằm ăn chặn thành quả của người dân lao động gây mất trật tự địa phương. Mới đây, Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bảo kê, dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn gây bức xúc dư luận. Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, thực hiện lệnh bắt tạm giam hơn 4 tháng đối với Phạm Ngọc Trơn, sinh năm 1985, ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, và đoàn hữu nghị sinh năm 1968, ngụ xã Tân Tiến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, đoàn hữu nghị chưa được sở hữu 49% cổ phần của bà PTTH tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang, nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng góp vốn để chuyển nhượng 15% vốn góp thực tế bao gồm 5 thửa đất với diện tích 308 ha cho Phạm Ngọc Trơn với giá chuyển nhượng trên 67 tỷ đồng để chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng. Đồng thời Nghị đã cấu kết với Phạm Ngọc Trơn đưa ra thông tin sai sự thật là Trơn được quyền sử dụng đất của công ty nông lâm nghiệp Kiên Giang tại xã Nam Thái Sơn và xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất để 6 người dân tại huyện Hòn Đất tin tưởng làm hợp đồng thuê tổng cộng 3.195 công, hơn 300 hecta đất nông nghiệp. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 2,9 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp tại nhà của Trơn và Nghị, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra. Theo người dân địa phương, Trơn được biết đến là một chùm bảo kê cò lúa. Dưới trướng của Y có rất nhiều đàn em có nhân thân xấu, sẵn sàng gây thương tích cho người khác nếu có mâu thuẫn xảy ra. Mặc dù mới học hết lớp 1, nhưng Trơn đã thành lập công ty bảo vệ và công ty khai thác đất xét, đặt trụ sở tại nhà rồi tự làm giám đốc. Ngoài ra, Trơn còn làm phó giám đốc cho nhiều công ty khác do Trơn góp cổ phần. Trơn từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản công trình an ninh quốc gia. Tương tự như Trơn, Nghị cũng mới học hết lớp 1 và cũng làm giám đốc công ty do Nghị mở tại nhà. Liên quan đến đàn em của Trơn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện Hòn Đất tiến hành truy xét bắt giữ Phạm Văn Trinh, sinh năm 1989, ngụ ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất. Dương Văn Tiền, sinh năm 2001, Tà Văn Phương, sinh năm 1999, Trần Đặng Ngọc Hiền và Trần Văn Giỏi vì đã có hành vi tụ tập, dùng hung khí, súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn. Theo cơ quan công an, Phạm Văn Trinh là đàn em của Trơn. Do có mâu thuẫn cá nhân, Trinh đã tập hợp nhóm của mình, chuẩn bị hung khí, súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn với Trần Văn Vũ, sinh năm 1992, ngụ thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất. Khoảng 19 giờ 50 phút tối ngày 12 tháng 1, khi chạy xe mô tô trên quốc lộ 80, đến đoạn thuộc tổ 1 ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, nhóm của Trinh gặp nhóm của Vũ. Cả hai nhóm dùng hung khí, lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, các đối tượng sử dụng súng tự chế để bắn nhau hậu quả trinh bị thương ở vùng ngực tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang cử tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng công an huyện hòn đất tiến hành truy bắt các đối tượng có liên quan hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại thông tin mới của vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở chương trình tiếp theo Liên quan đến vụ việc một phó trưởng công an phường tại thành phố Huế đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào tối ngày 12 tháng 1. Nhiều người hàng xóm nơi chiến sĩ công an sinh sống khi biết tin đã không khỏi tiếc thương và đau xót khi mất đi một người hàng xóm gần gũi, thân thiện và tốt bụng. Được biết gia cảnh của phó công an phường rất khó khăn, anh bỏ lại mẹ già, vợ, con nhỏ và một người anh mắc bệnh hiểm nghèo. Cán bộ và chiến sĩ công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang thay nhau túc trực bên linh cữu Trung tá Trần Duy Hùng. 41 tuổi, Phó trưởng Công an Phường Thủy Vân, thành phố Huế, người hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm. Những ngày này, bà con lối xóm, đồng nghiệp chưa hết bàng hoàng và tiếc thương trước sự hy sinh của Trung tá Hùng. Ông Trần Văn Kháng, Phó Bí Thư Tri Bộ Tổ Dân Phố 6, Phường An Đông, thành phố Huế cho biết, là em trai trong nhà nhưng anh Hùng lại là trụ cột của cả gia đình khi anh trai đang mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ già và con thơ. Trung tá Trần Duy Hùng có vợ là chị Trần Thị Kim Anh và con nhỏ đang học lớp 5. Chị Kim Anh công việc chưa ổn định, làm kế toán theo ca cho một nhà máy sản xuất nước đá ở phường An Tây. Trung tá Hùng sinh ra trong gia đình truyền thống khi có bố cũng là cán bộ công tác trong ngành công an, nhưng mất sớm. Nối nghiệp bố, sau khi tốt nghiệp đại học, anh được tuyển vào phục vụ trong ngành công an và có thời gian dài làm cảnh sát khu vực công an phường An Tây, thành phố Huế. Tháng 10 năm 2021, Trung tá Hùng được điều động, bổ nhiệm làm phó trưởng công an phường Thủy Vân. Sau khi Trung tá Hùng hy sinh, ban giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm hồ sơ liên quan đến các chế độ chính sách cho anh. Theo ông Phan Thiên Định, bí thư thành ủy thành phố Huế, thấu hiểu gia cảnh của anh Hùng nên thường trực thành ủy thống nhất sẽ tạo điều kiện bố trí việc làm phù hợp, ổn định cho vợ anh. Trước đó khoảng 17 giờ 40 phút ngày 12 tháng 1, trực ban công an phường Thủy Vân tiếp nhận thông tin Nguyễn Tấn Sang, 25 tuổi, ngụ phường Thủy Vân, có hành vi chặn các phương tiện, không cho lưu thông trên đường Lê Đức Anh. Trung tá Hùng trực chỉ huy đã điều động tổ công tác gồm 4 người đến hiện trường giải quyết. Tại đây, anh bị Sang dùng hung khí tấn công chí mạng. Trung tá Hùng đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá lớn, đồng chí đã không qua khỏi. Thưa quý vị, thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, lực lượng chức năng đang tăng cường gia quân xử lý các vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Trong thời gian qua cũng ghi nhận không ít những cán bộ sử dụng rượu bia bị lực lượng chức năng xử lý. Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao với vụ việc, dù được đề nghị đo nồng độ cồn đến 15 lần, nhưng ông Hát, được cho là cán bộ tòa án huyện Châu Phú, tỉnh An Giang vẫn không chấp hành. Ngày 14 tháng 1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video, một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn liên tục được cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng người này vẫn không chấp hành và năn nỉ xin tha. Theo đoạn video, một cảnh sát giao thông nói, lần thứ 11 yêu cầu ông THH, cán bộ tòa án huyện Châu Phú kiểm tra nồng độ cồn, ông có chấp hành không? Trả lời cán bộ cảnh sát giao thông, người đàn ông nói, lỡ rồi, vi phạm rồi. Cán bộ cảnh sát giao thông tiếp tục nhắc lại yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng ông H không trả lời, lùi lại và quay mặt sang hướng khác. Một người khác khuyên ông Hát chấp hành đo nồng độ cồn, nhưng ông Hát bước đi chỗ khác. Cán bộ cảnh sát giao thông tiếp tục nhắc, lần thứ 12 yêu cầu ông THH đo nồng độ cồn. Lúc này ông Hát năn nỉ: "Em lỡ rồi, anh tha thứ cho em đi anh." Khi cán bộ cảnh sát giao thông đưa máy đo nồng độ cồn để ông Hát thực hiện thì ông Hát lấy tay đẩy máy ra chỗ khác. Ông Hát nói: "Thôi thì bây giờ anh muốn giữ xe, giữ cái gì thì giữ đi." Cán bộ cảnh sát giao thông kiên nhẫn: "Anh có xuất trình được giấy phép lái xe không?" Ông Hát lại trả lời: "Em đã xuất trình thẻ đảng cho anh rồi đó." Một lúc sau, ông Hát lại nói, cứu em đi anh và tha thứ cho chú đi con ơi. Dù được đề nghị đo nồng độ cồn đến 15 lần, ông Hát vẫn không chấp hành. Liên hệ đến lãnh đạo huyện Châu Phú về vụ việc một cán bộ tòa án huyện có dấu hiệu say xỉn và năn nỉ cảnh sát giao thông không đo nồng độ cồn. Vì lãnh đạo này cho hay, chưa nắm vụ việc và sẽ xác minh lại sau. Có thể thấy, vụ việc đang khiến dư luận quan tâm khi một cán bộ say xỉn, vi phạm nồng độ cồn nhưng không chấp hành hiệu lệnh năn nỉ cảnh sát giao thông không đo nồng độ cồn, tạo nên một hình ảnh xấu khi chính những cán bộ phải là người làm gương. Liên quan đến vụ việc, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mới nhất. Thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản táo tợn, các đối tượng rất manh động khi thực hiện hành vi cướp tài sản, sẵn sàng phản kháng khi bị phát hiện. Mới đây, lực lượng của nhiều đội cảnh sát giao thông phối hợp cùng cảnh sát hình sự thành phố Hồ Chí Minh truy đuổi hai kẻ cướp xe máy và phải nổ súng để chấn áp, bắt gọn kẻ manh động. Tối ngày 14 tháng 1, phòng cảnh sát giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay vừa phối hợp cùng các lực lượng truy đuổi và bắt giữ hai kẻ cướp nguy hiểm. Theo thông tin ban đầu, 0 giờ 50 phút rạng sáng cùng ngày, trực ban phòng PC08 nhận thông tin qua đường dây nóng của người dân về vụ cướp xe gắn máy hiệu Vespa màu trắng đen mang biển kiểm soát 69L1 176XX tại khu công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức và số điện thoại hai người đang truy đuổi theo những kẻ cướp. Thông tin cho biết, hai kẻ cướp đang di chuyển qua địa bàn quận nhất quận 4. Lập tức trực ban phòng PC08 đã báo cáo trung tâm thông tin chỉ huy của công an thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời báo cho các đơn vị thuộc phòng PC08 phối hợp để bắt giữ những kẻ cướp. Lực lượng tuần tra kiểm soát của nhiều đội thuộc phòng PC08, như đội tuần tra dẫn đoàn, đội cảnh sát giao thông bến Thành, Nam Sài Gòn, tổ phòng chống đua xe, lập tức di chuyển để phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự. Tổ 363 công an quận 4 những lực lượng này đã đuổi theo hai kẻ cướp qua nhiều tuyến đường tại địa bàn quận Nhất, quận Tư, quận 7, quận 8. Đến đường Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận Tư, lực lượng truy đuổi đã khống chế bắt giữ được một đối tượng. Đối tượng còn lại là kẻ trực tiếp cướp xe tiếp tục tàu thoát. Bị truy đuổi, đối tượng manh động nhiều lần ép xe, đạp xe đặc trùng và dùng nón bảo hiểm tấn công vào lực lượng truy đuổi nhằm tàu thoát. Xác định đối tượng liều lĩnh, đại úy Nguyễn Trọng Thành, cán bộ đội tuần tra dẫn đoàn đã rút súng K-59 bắn hai phát chỉ thiên để chấn áp. Khi đuổi đến đường Tránh Hưng, phường 4, quận 8, lực lượng cảnh sát giao thông đã bao vây và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai báo tên là Thạch Đen, 35 tuổi, quê Trà Vinh và Lê Văn Sơn, 39 tuổi, quê Bến Tre. Chúng thừa nhận hành vi cướp xe. Cảnh sát giao thông đã bàn giao hai đối tượng cho công an quận 8 để tiến hành các thủ tục chuyển giao cho công an thành phố Thủ Đức mở rộng điều tra xử lý theo thẩm quyền. Lực lượng công an cũng bàn giao tăng vật vụ cướp là xe Vespa cho bị hại là chị NTP. Khi nhận lái xe, chị P xúc động, viết thư cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông đã tham gia hỗ trợ người dân một cách nhanh chóng, tích cực và hiệu quả. Liên quan đến vụ việc một chiến sĩ công an hy sinh khi chấn áp một đối tượng gây mất an ninh trật tự khiến nhiều người sát thương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ngày 14 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, Công an thành phố Huế. Đó là Trung tá Trần Duy Hùng, người đã dũng cảm hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức trao quyết định của Bộ trưởng Công an về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn cho nhân thân gia đình Trung tá Trần Văn Hùng. Trước đó, ngày 13 tháng 1, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên Trung tá đối với đại úy Trần Duy Hùng. Như đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 1, tại kiệt 7 tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, thành phố Huế, Nguyễn Tấn Sang sinh năm 1999, trú tại tổ dân phố Xuân Hòa có dấu hiệu bị tâm thần, thực hiện hành vi chặn xe, gây gỗ, đe dọa người đi đường. Nhận tin báo, Trung tá Hùng cùng cán bộ trực ban và bảo vệ tổ dân phố có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Khi phát hiện tổ công tác, Nguyễn Tấn Sang chạy vào nhà rồi trở ra dùng dao tấn công tổ công tác. Thấy Sang manh động và liều lĩnh và sử dụng hung khí nguy hiểm, nên Trung tá Hùng đã dũng cảm la vào khống chế, không để Sang đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người dân. Trong quá trình khống chế sang, Trung tá Hùng đã liên tiếp bị kẻ này dùng dao đâm vào vùng cổ, ngực, sau đó sang tiếp tục tấn công tổ công tác. Ngay sau đó, Trung tá Trần Duy Hùng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương quá nặng nên anh đã hy sinh. Nguyễn Tấn Sang đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Ma túy vẫn đang là một vấn nạn xã hội khi ngày càng có nhiều người nghiện ma túy. Với quyết tâm ngăn chặn chất cấm này, lực lượng chức năng đã tích cực điều tra, xử lý hàng loạt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Mới đây, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy tại các nhà trọ, thu giữ hơn 2 kg ma túy các loại. Khoảng lúc 20 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thuận An kiểm tra hành chính phòng trọ số 6, nhà trọ D13-14, đường D5, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, do Nguyễn Văn Trung sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang, đang thuê để ở, thu giữ nhiều viên thuốc lắc, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Cùng thời điểm này, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Võ Hoàng Tuấn, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bến Tre, ở tại nhà trọ trên đường NA7, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 4 viên nén màu xám, một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng. Tiến hành khám xét chỗ ở của Võ Hoàng Tuấn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ nhiều gói ni lông chứa tinh thể màu trắng, ma túy các loại. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Phú, sinh năm 2001, thành phố Thuận An. Tăng vật thu giữ là 30 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và viên nén thuốc lắc, một khẩu súng ngắn và nhiều vật chứng khác có liên quan. Tổng cộng lực lượng công an thu giữ khoảng 2 kg ma túy tổng hợp các loại. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ 15 đối tượng để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Australia và cuộc điều tra vụ năm du học sinh Việt Nam mất tích. Liên quan đến thông tin năm thiếu niên người Việt được cho đang theo học tại trường Trung học Hamilton ở thành phố Adelaide thuộc bang Nam Australia. Họ mất tích vào các thời điểm khác nhau. Trong đó, một người đã biến mất mà không có bất cứ tin tức gì suốt hơn 4 tuần. Người mất tích gần nhất là Sunny Nguyễn, 17 tuổi. Lần cuối cùng Sunny được nhìn thấy là tại gia đình bản xứ ở South Plimpton, ngoại ô thành phố Adelaide vào ngày 8 tháng 1. Điện thoại của nạn nhân đã mất kết nối và các tài khoản mạng xã hội đã bị xóa. Tới ngày 11 tháng 1, giới chức địa phương thông báo đã xác định được vị trí của một nữ sinh mất tích. Tuy nhiên, 4 trường hợp còn lại vẫn chưa có thông tin. Cảnh sát nghi ngờ các nữ sinh này đã đi xuyên bang. Cháy tại nhà 5 tầng trên phố Hàng Gai, Hà Nội Trưa ngày 15 tháng 1, tại số nhà 113 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy. Theo một số người dân, vụ cháy xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút tại số nhà 113 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. Lúc xảy ra hỏa hoạn, không có ai ở trong ngôi nhà. Ngôi nhà 5 tầng bốc cháy, những ô cửa sổ ở các tầng đã được đập vỡ để khói thoát ra ngoài, tránh trường hợp ngạt khói nếu còn người mắc kẹt ở bên trong. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã điều động hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, hiện trường vụ cháy cơ bản đã được dọn dẹp. 288 gói hàng lạ nghi chứa ma túy ở bờ biển Quảng Ngãi Sáng ngày 15 tháng 1, đồn biên phòng Bình Hải, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đang tạm giữ 288 gói hàng nghi là ma túy để chờ giám định. Trước đó, chiều 14 tháng 1, người dân câu cá ở khu vực gành nước Nhỉ, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, phát hiện một túi màu xám trôi giặt trên biển. Kéo vào bờ kiểm tra, họ phát hiện trong đó có nhiều gói màu đen hình chữ nhật. Bên ngoài ghi chữ ITVKIT, chứa bột màu trắng nên báo cơ quan chức năng. Lúc này, đồn biên phòng Bình Hải phối hợp công an địa phương có mặt ghi nhận, kiểm tra. Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều gói màu đen nằm rải rác trên bờ biển, nên thu gom đưa về trụ sở, Đơn vị này kiểm đếm, ghi nhận 288 gói màu đen nghi là ma túy nên lập biên bản thu giữ chờ đưa đi giám định. Bị bắt khi đang trên đường giao ma túy cho con nghiện. Khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 tiến hành bắt quả tang đối với Phạm Ngọc Hậu khi đang mang ma túy giao cho con nghiện tại khu vực đường Vũ Văn Dũng ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Lực lượng chức năng thu giữ 9 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 3 gói ma túy dạng ketamin. Mở rộng khám xét nơi ở của hậu, cơ quan công an phát hiện thu giữ 143 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 9 gói ma túy các loại dạng ketamin, một cân tiểu ly, 20 vỏ bao ni lông cùng một số tăng vật có liên quan. Tối ngày 14 tháng 1, công an thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở đường D18, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhân Phú B, theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, một thanh niên chạy xe máy trên đường D18 hướng từ cầu Thạch Lân về cầu Kinh. Khi đến gần ngã ba giao đường D11, phường Tăng Nhân Phú B, thì bất ngờ lao lên về hè, tông thẳng vào một cây xanh. Thanh niên ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh, mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, 35 tuổi, người mẫu diễn viên quê Trà Vinh và Trần Xuân Đông 37 tuổi, ngụ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng bị can Trần Xuân Đông bị truy tố thêm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Viện kiểm sát xác định bị can Ngọc Trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là ăn năn hối cải thành thật khai báo. Bị can Ngọc Trinh cũng có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Cáo trạng truy tố Ngọc Trinh theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự với mức phạt từ 2 đến 7 năm tù. Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa tiến hành triệu tập 29 đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Trước đó khoảng 20 giờ 40 phút ngày 6 tháng 1, nhóm thanh niên đã tụ tập đi trên 20 xe máy tháo biển số mang theo hung khí, tìm đánh nhóm thanh niên có mâu thuẫn trên các tuyến phố nhưng không gặp. Sau đó nhóm này đã quay sang đánh một nhóm thanh niên khác khiến một người bị thương. Lực lượng chức năng đã triệu tập 29 đối tượng thu giữ nhiều hung khí và phương tiện để đấu tranh làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt quả tang đối tượng Vũ Thị Phượng, sinh năm 1976, trú tại tổ 5, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang về hành vi tổ chức đánh bạc. Qua công tác đấu tranh khai thác đối tượng và các dữ liệu thu thập được, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập 13 đối tượng có liên quan, chủ yếu cư trú trên địa bàn thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang và thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang và phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Cơ quan công an xác định số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức mua bán số lô số đề mỗi ngày hơn 500 triệu đồng. Các đối tượng hoạt động từ đầu tháng 1 năm 2023 đến nay khởi tố hai đối tượng ném chất bẩn vào nhà chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sóc Sơn Hà Nội đã khởi tố bị can nhóm đối tượng có hành vi ném chất bẩn vào nhà chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Theo điều tra, nhà của Nguyễn Đức Hoàng thuộc diện bị cưỡng chế do xây dựng trái phép trên địa bàn xã Minh Phú huyện Sóc Sơn. Do bực tức vì phải tháo dỡ công trình nên Hoàng đã nảy sinh ý định trả thù chủ tịch ủy ban nhân dân xã Minh Phú. Hoàng đã bàn bạc với Hà Công Vinh về việc ném chất bẩn vào nhà chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú để đe dọa cảnh cáo. Hoàng đi mua khoảng 10 chai mắm tôm trộn vào dầu thải và sơn tạo thành chất bẩn. Khoảng 1 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2023, các đối tượng ném chất bẩn vào cổng, tường, sân nhà chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú. Tổng giá trị thiệt hại tài sản khoảng 15 triệu đồng. Sau khi gây án, Vinh và đồng phạm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 5 tháng 1 năm 2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Hoàng và Hà Công Vinh về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tránh nhà lúc dạng sáng, cảnh sát cõng hai người già thoát nạn. Mới đây đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận hoàn kiếm vừa giải cứu hai người già bị mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy. Theo đó, vào khoảng 3 giờ ngày 14 tháng 1, đơn vị nhận được tin báo về việc ngôi nhà tài số 17-19 Tô Lịch, quận Hoàn Kiếm bị cháy. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an quận Hoàn Kiếm điều động hai xe cứu hỏa đến hiện trường tổ chức chữa cháy, đồng thời yêu cầu chi viện hỗ trợ thêm hai xe từ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Ba Đình. Tại hiện trường, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, khiến hai người già bị mắc kẹt ở tầng hai ngôi nhà. Để giải cứu, lực lượng chức năng phải bắc thang lên tầng cao và cõng họ xuống dưới. Khi được giải thoát khỏi đám cháy, sức khỏe hai nạn nhân đều ổn định. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Trục xuất hai người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép. Liên quan đến cá nhân nhập cảnh trái phép, vừa qua phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cánh Hòa tiến hành trục xuất hai người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc. Có hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh. Qua khai thác thông tin xác định hai đối tượng người vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh là công dân Trung Quốc. Công an tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả hai người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Phòng quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu công an tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp về hành vi qua lại biên giới quốc gia Trung Quốc Việt Nam mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Quy định tại điểm a khoản 3 điều 18 Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ngoài hình thức phạt chính bằng tiền mức 4 triệu đồng, hai người nước ngoài còn chịu hình thức phạt bổ sung trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát hiện hơn 3 tấn thịt lợn và nội tạng bốc mùi hôi thối ở Huế. Mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa kiểm tra phát hiện kho hàng hóa thực phẩm đông lạnh, lưu trữ số lượng lớn hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra tại kho hàng thực phẩm đông lạnh do ông Lương Hùng Minh, sinh năm 1971 tại thôn La Khê, phường Hương Vinh, thành phố Huế làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3 tấn thịt và nội tạng lợn có dấu hiệu vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không thực hiện việc đóng dấu kiểm soát giết mổ lên thân thịt gia súc hoặc có dán tem vệ sinh thú y. Nhiều miếng thịt có dấu hiệu đổi màu và bốc mùi hôi thối. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời phối hợp với tri cục chăn nuôi thú y của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, lấy mẫu phân tích kiểm nghiệm. Thưa quý vị, mới đây dư luận dậy sóng với một đám cưới như mơ của một cặp đôi cao tuổi nhưng đầy hạnh phúc. Phía sau đó là một câu chuyện tình rất lãng mạn, sau 40 năm định cư ở Mỹ, người đàn ông U70 về Việt Nam thì vô tình gặp lại mối tình đầu. Phát hiện bà chưa lấy chồng, ông liền đến dạm hỏi và tổ chức lễ cưới linh đình. Câu chuyện về lễ cưới đặc biệt này được Trang Tôi là dân hóc môn đăng tải. Ngoài hình ảnh hạnh phúc của cô dâu chú rể, Trang này còn chia sẻ. Chúc mừng cô dâu chú rể sau gần 4 thập kỷ đã tìm lại được nhau. Cô dâu 62 tuổi ở Bình Chánh, chú rể 65 tuổi người hóc môn. Cô dâu là tình đầu của chú rể, nhưng sau này chú rể đi Mỹ, còn cô dâu vẫn ở vậy. Thật là vui mừng khi mà sau gần 4 thập kỷ, chú rể về Việt Nam vô tình gặp lại tình đầu của mình. Hôm nay chính là ngày vui của cô chú đang làm tiệc tại Hóc Môn. Chúc mừng cô chú trăm năm hạnh phúc, mùa cưới năm nay lại thêm một đôi trọn vẹn. Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng để lại rất nhiều bình luận chúc phúc cô dâu chú rể tìm được nhau ở tuổi xế chiều. Anh Phan Bảo, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng là hôm nay ngày 14 tháng 1, anh họ của tôi là Văn Tuấn, 65 tuổi ở Hóc Môn, tổ chức lễ cưới cùng chị Kim Nhàn, 62 tuổi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc sáng, tôi có tham gia bưng quả sang nhà gái rước dâu cùng anh Tuấn. Anh Tuấn trở về Việt Nam sau hơn 40 năm định cư ở Mỹ. Anh và chị Nhàn từng là tình đầu của nhau. Anh bảo cho biết, hiện vợ chồng anh Tuấn đang đãi tiệc tại nhà ở Hóc Môn. Tiệc cưới được đông đảo người thân họ hàng đến tham dự và chúc phúc. Ai cũng mừng cho anh Tuấn và chị Nhàn, cuối cùng cả hai đã gặp lại nhau. Chúng tôi đều hy vọng anh chị hạnh phúc viên mãn. Dù cặp đôi đã lớn tuổi, nhưng lễ cưới diễn ra rất chỉn chu, thực hiện đúng và đủ các nghi lễ truyền thống. Nhiều tài khoản mạng xã hội cũng cho rằng lễ cưới của ông Văn Tuấn và bà Kim Nhàn thực sự là điểm sáng cho mùa cưới năm 2023-2024. Liên quan đến việc thi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương – Đường Thanh Niên, từ ngày 15 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông qua cửa khẩu ngõ 124, 236 Âu Cơ Tây Hồ để hạn chế ùn tắc giao thông. Theo đó trên đường Âu Cơ đoạn từ nút giao Xuân Diệu gần khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu gần chợ Hoa Quảng An, tổ chức giao chắn cố định tại các vị trí cửa khẩu 124 và 236 Âu Cơ để thi công hạng mục nền mặt đường cửa khẩu. Bề rộng mặt đường Âu Cơ còn lại tối thiểu 5 mét cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông qua khu vực cửa khẩu ngõ 124, 236 Âu Cơ. Các phương tiện có nhu cầu từ đường Âu Cơ đi vào ngõ 124, 236 Âu Cơ, đi theo hướng rẽ vào cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ, đi đường 5m phía bờ sông, hoặc đi ngõ 310 Nghi Tàm, đường Đê Quai, đi ngõ 124 hoặc ngõ 236 Âu Cơ và ngược lại. Các phương tiện xe ô tô có từ ngõ 124, 172, 200, 236 Âu Cơ. Đi đường Âu Cơ đi theo hướng rẽ phải vào đường 5 m phía bờ sông, rẽ trái lên Âu Cơ tại cửa khẩu ngõ 238 Âu Cơ hoặc đi đường đê quai ra ngõ 484 Âu Cơ. Điều chỉnh tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện ô tô trên ngõ 310 Nghi Tàm theo hướng và đoạn từ Nghi Tàm đi đường đê quai. Các phương tiện lưu thông trên đường Âu Cơ Xuân Diệu di chuyển theo đúng nội dung thông báo số 1168 TB SGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2023. Thời gian phân luồng giao thông bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 25 tháng 1 năm 2024. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đề nghị ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông thành phố Hà Nội chỉ được phép thực hiện đầy đủ các công tác chuẩn bị trước khi tiến hành rào chắn thi công bao gồm thảm hoàn thiện mặt đường tuyến đường 5m phía bờ sông, đoạn từ ngõ 124 đến 238 Âu Cơ và khu vực cửa khẩu vút nối từ đường 5m lên đường Âu Cơ. Bố trí đầy đủ hệ thống các biển báo, bao gồm biển chỉ hướng, biển cấm ô tô, biển cảnh báo công trường theo đúng nội dung phân luồng tổ chức giao thông tại khu vực thi công. Đồng thời duy tu, duy trì hệ thống đường giao thông trên tuyến đường Âu Cơ và đường Dân Sinh đường 5m để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông. Cuối cùng là thông tin liên quan đến phát ngôn gây tranh cái của MC Đức Bảo. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh MC Đức Bảo cùng phát ngôn. Nếu đứa con sinh ra để kế thừa sự vất vả nghèo khó của bạn, vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện. Ngay lập tức phát ngôn này đã gây tranh cái cho cộng đồng mạng. Nhiều người chỉ trích nam MC có thái độ trịch thượng khi phát ngôn về quyền cá nhân của người khác. Các cư dân mạng đều cho rằng Đức Bảo không nên đưa ra phát ngôn gây tổn thương đến những người nghèo khó, vất vả trong xã hội. Để sự việc không đi quá xa, MC Đức Bảo đã có phân trần trên trang cá nhân. Anh chia sẻ dòng trạng thái khá dài để giải thích về sự việc và khẳng định đây không phải phát ngôn của mình. Đầu tiên, Đức Bảo muốn khẳng định câu nói trên không phải là phát ngôn của cá nhân mình. Tuy nhiên, dẫn tới hiểu lầm này lại xuất phát từ việc bên cạnh trang cá nhân mình còn có một page do ekip quản lý chủ yếu đăng những hình ảnh hài hước đôi khi lộc một chút triết lý với mục đích đơn thuần là chia sẻ vậy nên chia sẻ trên cũng là một phần trong số đó về một quan điểm tuy không phổ biến nhưng đáng để suy ngẫm về lựa chọn sinh con có trách nhiệm về nội dung này bản thân mình nghĩ đó như lời nhắc về trách nhiệm của người làm cha làm mẹ hãy mang con đến thế giới này khi đã có suy nghĩ thấu đáo và có sự chuẩn bị tốt nhất trong khả năng có thể chắc chắn không ai muốn chứng kiến thêm những mảnh đời bị bỏ rơi. Những em nhỏ thay vì được học tập vui chơi lại bị ép lao động nặng nhọc trong những điều kiện tồi tàn nhất. Chỉ vậy thôi mọi người ạ. À. Điều mình ít ngờ tới nhất là nội dung đó nhận được sự quan tâm bàn luận rất lớn, nhưng cũng rất tiếc là câu trích dẫn mà mình chia sẻ lại mang đến những hiểu lầm không đáng có, tạo ra cảm xúc tiêu cực cho một số người trong một tối cuối tuần đáng lẽ nên được thư giãn giải trí. Nam AC cũng chốt lại quan điểm sinh con hay không sinh con, điều kiện như thế nào là đủ hay chưa đủ, đều là suy nghĩ riêng của mỗi cặp đôi, mỗi gia đình. Cuối bài đăng, Đức Bảo cũng gửi lời xin lỗi mọi người vì những hiểu lầm, trải nghiệm không đáng có. MC Đức Bảo, sinh năm 1987, là gương mặt người dẫn chương trình quen thuộc của VTV. Anh từng đảm nhiệm vai trò MC của nhiều chương trình có tiếng như Chúng tôi là Chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3, SEA Games 31, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2022. Việt Nam Idol năm 2023. Tết Nguyên đán đang cận kề, ngoài vấn đề lương thưởng được người dân chú ý thì thời gian nghỉ lễ cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt đối với học sinh. Được biết, lịch nghỉ Tết Nguyên đán giáp thìn của học sinh, mỗi địa phương có thời gian nghỉ Tết ngắn dài khác nhau, nơi lên tới 16 ngày nhưng cũng có nơi chỉ có 8 ngày, thậm chí có nơi ngày 29 Tết học sinh mới được nghỉ. Vậy tại sao lại có sự tranh lệch như vậy? Có nơi, 29 Tết, học sinh mới được nghỉ Tết Nguyên đán giáp thìn. Tại Bắc Giang, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, cán bộ, giáo viên, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm trực thuộc Sở nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Chia sẻ với báo chí, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho hay thời gian nghỉ như vậy tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ Tết âm lịch cho công chức, viên chức, người lao động. Còn việc cho học sinh nghỉ 7 ngày theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về đăng ký thời gian năm học, chương trình dạy học. Bên cạnh đó, số ngày nghỉ Tết như vậy đảm bảo thời gian dạy học không bị dồn vào những tháng sau này. Trước băn khoăn của phụ huynh học sinh về việc nghỉ Tết từ 29 tháng Chạp là muộn, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang lý giải học sinh nghỉ quá sớm trong khi công chức, Viên chức chưa được nghỉ có thể gây xáo trộn cuộc sống gia đình. Học sinh được nghỉ học sớm trong khi bố mẹ vẫn đi làm, không có ai trông nom các con dễ dẫn tới các tai nạn không mong muốn, đặc biệt Tết đang tới gần. Thời gian nghỉ Tết giáp thìn đối với công chức, viên chức biệt phái và người lao động làm việc tại cơ quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định là 7 ngày. Cụ thể, từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024. Giáo viên, học sinh và học viên các cơ sở mầm non, Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được nghỉ từ ngày mùng 5 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2, tức ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 5 tháng Giêng. Sơn La, Vĩnh Phúc, từ ngày mùng 8 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2, tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 9 tháng Giêng. Đồng Tháp, từ ngày mùng 8 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2, tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng. Ngoài ra, học sinh Hà Nội nghỉ Tết 8 ngày từ 7 trên 2 đến hết 14 phần 2, tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đây là phương án đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cân nhắc kỹ và tính đến nhiều tình huống nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho học sinh. Nếu cho học sinh nghỉ dài hơn thì nhiều gia đình, nhất là với các gia đình có con ở độ tuổi mầm non, tiểu học sẽ rất khó khăn khi không có người trông con do bố mẹ đi làm theo lịch chung. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh một số tỉnh thành khác cụ thể như sau. Các địa phương cho học sinh nghỉ học từ ngày mùng 5 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Trà Vinh, Yên Bái, Gia Lai, Đắk Lắk, An Giang, Bạc Liêu. Nam Định từ ngày mùng 6 đến ngày 14 tháng 2, Hà Tĩnh từ ngày mùng 6 đến ngày 18 tháng 2, Bình Định, Quảng Nam, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng từ ngày mùng 5 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, Sóc Trăng, Bến Tre, Bình Thuận từ ngày mùng 5 đến ngày 17 tháng 2, Bắc Ninh từ ngày mùng 7 đến ngày 18 tháng 2, Long An từ ngày mùng 4 đến ngày 14 tháng 2, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng từ ngày mùng 7 đến ngày 18 tháng 2, Lào Cai là địa phương cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn dài nhất, 16 ngày. Theo kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành, địa bàn thành phố có tổng số 30 điểm bắn pháo hoa với 32 trận địa, ngoài quận Hoàn Kiếm và quận Long Biên có 2 điểm bắn, mỗi quận huyện thị xã có 1 điểm, trong đó thành phố có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao, kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Cụ thể, các địa điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp gồm Quận Hoàn Kiếm, trước trụ sở tòa soạn báo Hà Nội mới và trước bưu điện Hà Nội. Quận Tây Hồ, vườn hoa Lạc Long Quân và trước cổng Ủy ban nhân dân quận. Quận Nam Từ Liêm, khuôn viên đường đua F1 phường Phú Đô. Quận Hai Bà Trưng, đảo Dừa, công viên Thống Nhất phường Lê Đại Hành. Quận Hà Đông, Hồ Văn Quán phường Văn Quán. Thị xã Sơn Tây, thành cổ Sơn Tây. Huyện Thanh Trì, khu đất dự án hồ điều hòa xã Tam Hiệp, huyện Đông Anh, trung tâm thể dục thể thao huyện. Các địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm quận Ba Đình, Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Hoàng Mai, công viên Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Long Biên, công viên 02, phường Việt Hưng, khu đô thị sinh thái Vinhome Riverside, phường Việt Hưng, quận Đông Đa, bán đảo Hồ Hoàng Cầu, phường Ô Trợ Dừa, quận Cầu Giấy, công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Thanh Xuân, công viên Hồ Điều Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính quận Bắc Từ Liêm, công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Huyện Gia Lâm, số 1 Thuận An, thị trấn Châu Quỳ. Huyện Mê Linh, nóc nhà 4 tầng Ủy ban nhân dân huyện. Huyện Ba Vì, sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng. Huyện Đan Phượng, khán đài B, sân vận động huyện, thị trấn Phùng. Huyện Thạch Thất, sân vận động thị trấn Liên Quan. Huyện Trương Mỹ, sân vận động huyện, thị trấn Trúc Sơn. Huyện Thường Tín, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện. Huyện Quốc Oai, nóc nhà 6 tầng ban chỉ huy quân sự huyện. Huyện Phú Xuyên, tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên. Huyện Mỹ Đức, công viên Hồ Sinh Thái, thị trấn Đại Nghĩa. Huyện Ứng Hòa, sân vận động huyện, thị trấn Vân Đình. Huyện Sóc Sơn, sân vận động huyện, thị trấn Sóc Sơn. Huyện Phúc Thọ, sân vận động huyện, thị trấn Phúc Thọ. Huyện Thanh Oai, công viên cây xanh, thị trấn Kim Bài. Huyện Hoài Đức, sân vận động trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện. Ở mỗi điểm, thời gian bắn là 15 phút kéo dài từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày mùng 10 tháng 2, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tổng số pháo hoa tầm cao là 5.400 quả, pháo hoa tầm thấp là 3.570 giàn. Trong đó, mỗi trận địa tầm cao kết hợp tầm thấp sử dụng 600 quả và 90 giàn, còn lại mỗi trận địa tầm thấp sử dụng 120 giàn. Tổng kinh phí được tính toán là hơn 29 tỷ đồng. Hà Nội yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.